Cây bìm bìm hay còn gọi là cây mảnh cộng là một loại cây rất là phổ biến ở nước ta. Tác dụng tạo nên sự khác biệt này của vị thuốc này đó chính là tác dụng hỗ trợ và điều trị ung thư. Vì vậy hiện nay cây thuốc này đang được rất là nhiều người săn tìm. Cây mảnh cộng trong Nam còn gọi là cây bìm bìm, cây xương khỉ, do có nhiều tác dụng quý cho sức khỏe nên nhiều quốc gia như là Thái Lan, Malaysia, Philippines, Trung Quốc đã biết sử dụng cây thuốc quý này từ rất là lâu. Nhưng ở Việt Nam thời gian gần đây thì chúng ta mới biết sử dụng cây bìm bìm để làm thuốc. Ở nước ta vài năm trước đây thì cây bìm bìm là một vị thuốc nam được rất là nhiều bệnh nhân quan tâm bởi hiệu quả điều trị bệnh ung thư. Theo những thông tin mà chúng tôi được biết thì loài cây này có nhiều ở Việt Nam nhưng lại hiếm ở các quốc gia Bắc Á như là Đài Loan, Trung Quốc. Một số tạp chí còn đăng tin có những bệnh nhân ở Đài Loan, Trung Quốc lặn lội hàng ngàn km để đến Việt Nam chỉ để mua cho kỳ được cây mảnh cộng về để làm thuốc cho bệnh nhân ung thư. Cây được phân bố ở khắp các vùng miền, vùng nhiệt đới. Ở nước ta thì cây mọc nhiều ở các tỉnh phía Nam. Toàn bộ cây đều được sử dụng để làm thuốc. Nhiều nơi dùng lá của cây để làm bánh mảnh cộng, thường chỉ thấy ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Cây bìm bìm có vị ngọt, tính bình. Lá cây phơi khô thì có mùi thơm. Lá tươi nấu canh thì ăn rất là ngon. Tác dụng điều trị bệnh ung thư, đây là một tác dụng rất là quý của cây bìm bìm. Bởi hiện nay những cây thuốc có tác dụng điều trị ung thư thì chỉ tính trên đầu ngón tay. Tác dụng điều trị mát gan, lợi mật, tác dụng điều trị viêm gan, vàng da, tác dụng điều trị phong thấp, đau nhức xương khớp, tác dụng chống liền xương. Đối tượng sử dụng là những bệnh nhân bị viêm gan, người bị men gan cao, suy giảm chức năng gan do dùng nhiều bia rượu, người bị phong tê thấp, đau nhức xương khớp, người bị đa chấn thương, sai khớp. Cách dùng cây bìm bìm thì cũng rất là đơn giản. Mỗi ngày 50g khô hãm nước uống, có thể dùng tươi để ép nước uống hàng ngày. Dùng trong bài thuốc hỗ trợ điều trị ung thư thì cây bìm bìm 20g, cây xà đen 50g, cây bán chi liên 15g và cây bạch hoa xà thiệt thảo 30g. Tất cả các vị thuốc trên đem rửa sạch rồi sắc với 1,5 lít nước, đun sôi nhỏ lửa rồi cho bệnh nhân dùng thay nước trong ngày. Bài thuốc này có thể sử dụng hiệu quả đối với những bệnh nhân bị u gan, u phổi, u xương, u vòm họng và u đại tràng. Bệnh nhân bị u tử cung thì có thể kết hợp thêm khoảng 6 lá trinh nữ hoàng cung khô để sắc cùng với các vị thuốc trên. Hiện tại thì tại Thảo Dược Đức Thịnh đang có bán cây bìm bìm với giá là 180.000 đồng một ký. Các bạn có thể gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ.